Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho anh em một cái size đầu tóc cần TPKT miễn phí nha tất cả anh em. Một tóc cần TPKT này giá quá là cao tất cả anh em. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả của mình. Các bạn đăng ký một tài khoản nha. Sau khi các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn mở giấy chocolate ra, các bạn copy cái địa chỉ giấy chocolate nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bắt cái địa chỉ giấy chocolate vào đây nè các bạn. Khoan các bạn chờ mình chút nha. Rồi các bạn bấm start now. Sau khi tự động cái ví này nó đào, các bạn đủ nguyên gốc là tự động nó phân phối về cái đồng TPKT của các bạn. Và các bạn vào đây mới bấm withdraw các bạn. Hiện tại đang đào nè các bạn ơi. Để coi withdraw mình bao nhiêu ta. Khoan các bạn chờ mình chút nữa mà. Hiện tại đang đào nè các bạn ơi. Tài ơi, min 10.000 10.000 TPKT. Ok, các bạn cứ việc đào đại đi các bạn. Rồi, để mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép nha các bạn. Rồi, tự động đào các bạn vào một account nữa các bạn. Để mình kiếm link ghép cho tất cả các bạn nha các bạn. Để các bạn chia sẻ cho bạn bè tăng tốc độ đào luôn các bạn. Dù rồi bạn bấm vào một cái folder nữa các bạn. Rồi cái đây là link ghép cái ID của mình để giới thiệu cho bạn bè và người thân để đào các bạn. Con này theo thông tin thì nó đào tự động về hoặc nó không về thì mình sẽ cập nhật sau một cái website này cho các bạn. Khi nào mà đủ minh gúc hoặc nếu nó tự động về thì mình cũng cập nhật cho tất cả các bạn nha. Vậy video mình kết thúc tại đây. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo nha.